lại cho anh giờ ta. Hả? Có rồi. Này. Dạ. Bây giờ em với chị chơi một trò chơi. Nếu như mà ai thua thì sẽ làm theo cầu của người thắng. Đơn giản vậy thôi đúng không? Đúng. Bà chắc chưa? Chắc. Đừng có hối hận nha. Ừ. Rồi, bây giờ vô chơi tiệc nha. Rồi ok, chơi sợ vậy. Rồi, rồi em đứng im đi, em đứng im đi chị giúp đúng em. Hả? Rồi, đứng okay, im đi, okay, đứng im okay, đi, okay. Nha. Rồi. Ok. Kệ. Là bà giúp giữ cho bà già, tôi nhảy xuống đây chi vậy? Tào lao được chứ. Chị giúp em mà. Mọi người có thể ăn hết các bột phẩm ở trong đây xong rồi mình sử dụng. Đây, 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 chạy nhanh đây. Đó, tăng tốc lên, bỏ mai luôn. Yeah. Mày đang có cái này vô lúc này mày đang. Ờ, gì vậy? Em đi lại đi, em đi lại đi. Lại hả? Ok, bà tàu lao đến mức máu không thấy hả? Rồi chạy. Tôi đã chiến thắng rồi nha. Cay thế nhờ. Rồi, bây giờ thử thách cho em nè. Tình cảm nhẹ nhàng, ăn giúp chị 2 miếng chanh. Cái gì vậy trời? Tôi ghét nhất là chua á. Chua thì chịu thôi. Ăn đi.